Rồi anh chào Phi, chào anh LTK, chào cô bác gần xa trên mỗi miền đất nước ha. Hôm nay mình về đây có hoa giấy nè, rồi nhiệt quối, có một cây tứ quý, có một cây si. Giao lưu cùng anh chị cô bác gần xa trên mỗi miền đất nước ha. Em tên Tèo, ấp An Phú Đông, Nhân Mỹ, Ký Sách, Sóc Trăng. Muốn giao lưu cùng anh chị gần xa, số điện thoại của em là 0964752090. Đó là cũng số Zalo của em luôn. Rồi cảm ơn anh chị mấy clip vừa qua ủng hộ cho em ha. Em rất cảm ơn. Rồi với lại em vô cây si nha anh chị, để cho anh chị coi ha. Rồi mã số 1, đưa cây bút. Mã số 1 anh chị ơi, nhanh lẹ nha anh chị. Rồi cây si ha, nó cũng có hai thằng ha, cũng đẹp. Em cũng vô vườn cũng chia lại với cô bác gần xa đó rồi mới rồi em đo chiều cao ha, 35. Đo cái thằng này đi, thằng thôi, thằng này là nó 25, còn đo cái chặng này thì dưới này ha là nó 72. Nó có hai thằng nguyện cũng đẹp ha. Anh chị có về bẻ cứ chơi ha, chơi dáng nào thì anh chị cứ bẻ ha. Rồi cây số 1 này muốn giao lưu cho anh chị 300 cây số anh chị. Ờ cái này hả? Rồi bây giờ qua giấy là toàn quốc ha, còn nhật quối thì 300 cây nha anh chị ơi. Cái nào nhẹ nhẹ thì nó mới bông giấy đó. Rồi với cây si này, rồi muốn giao lưu với anh chị là cây số 1 ha, là 1.100.000. Em bao toàn quốc cây này. Rồi đổi cây số 2. Cây số 2 em có cây tứ quý 1 ha. Giá yêu thương luôn anh chị ơi. Đó, vô vườn mua rẻ bán rẻ, mua mắc thì bán nhích một chút. Còn nếu mà có sơ sót gì anh chị cứ nhắc nhở điện em ha. Nhắc nhở anh chị nhớ thông cảm nha anh chị ha. Chia cành điệu hết trơn nè, nó chia tay một cốt anh chị. Đế thì cũng được như tụi em ha. Anh chị ha. Rồi coi em đo cái chiều cao ha. Chiều cao cây này ha được 79. Rồi. Em đo đây. Rồi cây này 32 ha. Đó, 32. Rồi cây số 2 muốn giao lưu với anh chị 2.200.000. Cây đẹp nha anh chị ơi, chia tay đầy đủ luôn, về cắt xuống ghép nha anh chị. Còn thôi mình để vậy cũng được. Rồi tới cây số 3. Số 3 là qua giấy nha anh chị. Cái này giấy sắc pháo. Của em là sắc pháo không à? Mấy màu. Hả? Mấy màu. Cái này một màu. Màu gì? Màu đỏ, cái này màu đỏ. Rồi. Cái màu đỏ, còn cái này cái màu đỏ. Rồi cây số 3. Anh chị coi ha. Này nó cành rồi nó quắn qua quắn lại mình coi cũng được mắt lắm anh chị ơi, mua về bỏ trên chậu đẹp. Rồi em đo cái chiều luôn. Chiều cành này. Em đo kiểu gì luôn đi cho nó dễ. Rồi, 101. Như vậy ha, 101, còn chỗ này thì có 100 lên cục khúc à. Nó ra lọc rồi anh chị ơi. Đo chỗ này đi ha cho nó dễ ha. Rồi cây này nó 40 anh chị. Coi em giùm em ha, nó 42 lận mà em tính 40 à. Sợ sợ cắn thước thấy nó hơi kỳ. Rồi, có gì thì mình nói cho anh em nghe ha, chừng nào có mà bị nảy kia là em nói hết à. Không có giấu. Rồi cây này có giá là 2.700.000. Cây này nó có chỗ này anh chị ơi, là coi giùm cho em luôn. Cái này là đó, nó nhỏ nó chơi sao mà tuột cái da này, nó cứ ngắt à. Không có mục gì trơn á. Rồi cây này toàn quắc luôn anh chị ơi. Rồi là cây số 3. Giá 2.700.000. Rồi tới cây số 4 nha anh chị ơi. Số điện thoại của em là 0964752090. Đó là cái số Zalo của em nha anh chị. Rồi tới cây số 4, mã số 4. Cũng là một màu luôn nha anh chị. Màu đỏ gì á. Đó chiều cao luôn ha. Rồi chiều cao này nó 80. Bây giờ nó cái cọng rễ này đem bỏ qua đây cho nó dễ ha. Để con cọng rễ này thấy nó đẹp quá rồi để anh chị muốn đem về muốn cắt sao cắt cũng được ha. Mua rồi cắt thoải mái.
47. Coi anh chị như 45 đi, trừ hao cho anh chị gì đi cho nó dễ. Cây đã có sẵn hết trơn rồi. Rồi cái lỗ ở trên này nó vô được lóng tay. Lóng tay một cứng ngắc, không có bị mục gì hết, đây cũng vậy. Bên đây ít à. Rồi, cây này mã số 4 có giá là 1.800.000. Em muốn bao toàn quắc ha. Tại vì cây nào bán cây nấy anh chị, cây kia nó đẹp hơn mình bán thì có giá như vậy nha. Rồi tới cây số 5. Rồi, cây số 5 luôn anh chị ơi. Mời ăn liền luôn anh chị ơi. Qua giấy nè. Cây này là không có bị mục lũa cho ha. Cây này hai màu ha. Cây này màu trắng với màu đỏ ha. Sát pháo ha. Ờ, cây này nó anh chị về cũng cắt lại, cắt không cắt để vậy ha. Rồi, cái bộ đế này đẹp, bộ đế này nó bự lắm. Ngồi em đo cái giờ quỳnh đế ngang cho. Rồi, đo tới đây, từ chặng này là nó 79. Rễ sổ nó 32. Hoành eo nhỏ ha. Em đo hoành eo nhỏ chỗ này ha. Rồi, nó 55 nha anh chị. Rồi, coi cây ha, quay coi ha. 55, nè chiều ngang nè. Có chiều ngang 62. Rồi, cây số 5 này có cái giá 4.500.000 luôn nha anh chị ơi. Nhanh lẹ luôn anh chị ơi. Rồi, tới cây số 6. Cây số 6 luôn anh chị ơi. Đó, sát pháo luôn. Đó, anh chị coi ha. Cây này hồi đợt rồi là giao luôn không thành công nha anh chị. Đợt này thành công rồi, để đo thông số. Quay hoài hồi chóng mặt anh chị. Rồi, chiều cao 103, 130 á. 130. Rồi đem đo cái hoành này. Hoành cây không biết được nhiêu đây. Rung này rung 40 anh chị ơi. Ha. Cây này là bầu đất ghim nha, còn bông giấy hồi nãy qua giấy nãy là mấy cái đó là vũ bầu hết nha anh chị. Đây nó có lũa ở đây. Em chắc keo thành công hết rồi, nó không còn xuống nữa. Rồi, cây số 6 có mã cây số 6 luôn. 2.500.000 luôn anh chị ơi. Rồi, đói. Rồi em hết rồi ha, giờ em còn nguyệt quế ha. Rồi, nguyệt quế là cây số 7. Đi lựa mấy cây khéo khéo về giao lưu với anh chị ha. Cây này cây phôi nha anh chị. Nhìn nó cũng đẹp đó anh chị ơi. Du dưỡng giờ săn hơi căng quá. Rồi em đo cây số 7 luôn ha. Cây số 7 là cây nguyệt quế luôn ha. Rồi. Rồi, chiều cao 72 ha. 70 đi. Nó cao không có nhiêu đâu, cắt nó gì. Rồi 70 em quay vòng cái em đo liền. Rồi. Cây đẹp. Rồi, cái này là nó 46 ha. Đo chạc xuống một chút ha. Chạc xuống đây anh chị coi ha. Là nó 78 ha. Rồi, đem đo 78, rồi em đo cái chiều ngang thôi cho anh chị biết là được ha. Khỏi đo cái. Rồi 51. Như 50. Đều rẻ chưa luôn ha, 50 là nó 150 á. Đẹp anh chị. Cây phôi anh chị về cắt lại ha, ghép gì nữa được. Rồi cho cây số 7. Cây số 7 là có giá 4.200.000 anh chị ơi. Cho cây dán lùng luôn ha. Rồi tới cây số 8 luôn. Rồi cây số 8. Cây số 8 là cây nguyệt quế luôn ha anh chị. Cây này cái bộ đế cũng được ha. Ừ, bàn nè kéo. Rồi đem đo chiều cao ha. Rồi nữa em có này nó có lũa nhẹ em cũng nói ha. Rồi chiều cao nó 1 mét. Chiều cao 1 mét nha anh chị ơi. Rồi anh chị coi giùm em luôn ha. Đây 49 ha. Đây 49. Đó. Ờ thẳng thước, còn đo chạc ở đây ha, cái cũ đây ha. Cũ đặt ha.
mình đo hảo hảo thôi anh chị ơi, mình đo cái eo là thôi à, là nó 73 ha. Rồi đem đo ngang cái này cái nữa, rồi cho anh chị coi cái bầu, coi mua chậu ha, cái này nó 60. Mình ngang 60 anh chị ơi. Nó anh chị coi ha, đế là đều hết ha. Cái này đế đều. Rồi đây, nó có hư mấy chỗ này đây. Nó bị lũa rồi đó, người ta chặt nó lũa anh chị ơi nè. Em làm keo là nó không có mục ha. Nó sành chứ nó không có mục, coi giùm em ha. Rồi, cái này cây số 8 em muốn giao lưu ha. 3 triệu 500 ngàn anh chị ơi. Số điện thoại của em là 0964752090. Đó cũng số Zalo của em luôn nha anh chị ơi. Nhanh lẻ gọn anh chị ơi. Rồi, cây múp măng luôn anh chị ơi. Và cây số 9 ha. Cây số 9 bộ đế, bể đế anh chị ơi nè. Nhìn ha. Rồi em chắc xác vô cho anh chị coi giùm anh ha. Đó. Rồi để đo chiều cao. Rồi chiều cao của cây là 75. Đế bàn. Này anh chị về đây cắt ăn đây cũng được, về ghép vô hạ mấy này xuống. Ờ vậy cũng chuẩn. Đây thằng này là nó 53 anh chị. Để em vịn ngay đây rồi em quay qua cho coi ha. Coi nó có chạc gì anh chị nhắc nhở em ha. Quán mà ha. Rồi. Rồi em đo cái củ dưới này đặt dưới này ha. Củ đặt dưới này đây em nhiêu không biết. Rồi cái này nó 67 anh chị ơi. Chiều ngang đế hết luôn ha, là rễ ra ra đều luôn ha em đo ha. Ngang luôn nè. Ngang là nó 65 này ha. Đó. Rễ đều hết trơn luôn. Nó vò cái, vò cái, vò cái ha. Rồi, cây này cây số 9. Số 9 là có giá là 4 triệu 500 ngàn luôn nha anh chị ơi. Cây này hồi đó ông chú ông chặt. Ông chặt làm sao mà nó cục ở đây ha. Chứ thôi là em để cái chi cành ra đây ha. Rồi, anh chị coi giùm cho em ha. Cây số 9 có giá là 4 triệu 500 ngàn anh chị ơi. Rồi, tới cây số 10 luôn. Này hả? Rồi cây số 10 luôn. Cây số 10 luôn anh chị ơi. Rồi anh chị coi cho em ha. Cây này cái tàng đa nghe anh chị lên đường khúc nạt một à, cái đầu nó ra cái phôm. Anh chị coi cho em ha. Nguyệt quế anh chị. Rồi em đo chiều cao ha. Rồi chiều cao 1m4 anh chị ơi. Chiều cao 1m4. Rồi đem đo cái hoành luôn ha. Đo hoành cây ha. Rồi này nó 80 anh chị. Để em quay vòng nha. Có cắn thước thì anh chị điện gọi cho alo với em ha. Đó. Rồi bầu ngang. Chiều ngang này nó lộn thước. Chiều ngang này nó 80 anh chị. Rồi, cây này, cây số 10 có giá là 10 triệu luôn nha anh chị ơi. Mong cô chú anh chị thương tình ủng hộ cho em ha. Số điện thoại của em là 0964752090 ha. Đó cũng số Zalo của em ha, tàu em ha, ký sách Sóc Trăng ha. Rồi, mấy clip vừa qua cũng rất cảm ơn anh chị. Vừa qua đã ủng hộ cho em ha. Rồi, tới cây số 11. Cái số 11 là nguyệt quế luôn nha anh chị. Cái này cũng cây tàng đa nha anh chị. Rút lên được khúc là cũng được cao nè. Rồi em đo chiều cao luôn ha. Cho nó mau lẹ ha. Hoành chiều cao nó 1m5 nha anh chị. Ờ quýnh tàng vụ phơm trên nè anh, cắt yêu này là cho anh chị chơi nó dễ mau, nó mau chơi thơm. Coi cái này sợ nó cắn cắn cái không được, thà là mình xin cũng được chứ mình đo cắn cắn sợ anh chị. Ừ. Rồi nó 62 nghe anh chị ơi, 62 là em đo trên nó anh chị coi giùm em ha. Rồi 62, cái bầu này ngang nó 73 anh chị ơi. Nè anh chị coi ha, chỗ này nó có lũa chỗ này nè ha.
nào mình ấy mình coi cho nói anh chị ơi, chừng nào mà cây có chốt rồi đi em làm keo lại cho. Nó có một chỗ này một thôi. Rồi, cây này cây số 11. Số 11 này có cái giá là 6 triệu 500 ngàn anh chị ơi. Cây nặng nha, cây này tầm có 150 kg. Triệu rồi, triệu chưa mấy. Anh chị coi em ha. Rồi, tới cây số 12. Số 12 là cây nguyệt quế luôn ha anh chị. Nãy quên đo cái sổ xuống coi nó từ đó nó cỡ 60 quá. 65 70 cái chiều nó. Đó. Cây này nặng nha, cây này nặng cây nãy á. Rồi, tới cây số 12. Như cái bút này hết hết mực rồi mẹ ơi. Rồi, tới cây số 12. Số 12 em đo chiều cao ha. Chiều cao chắc 1,5 m quá. Chiều cao 1,5 m anh chị ơi. Chiều cao 1,5 m. Đây, rồi em đo cái hoành ha. Hoành đo chỗ này ha. Để hồi em đo lên trên cái này cho nó dễ ha. Chỗ này là nó 81 ha. Rồi để em quay qua cái ha. Rồi 81 thôi, cắn cái rồi em đo trên cái nữa. Mình đo cái eo nhỏ mình bán anh chị ơi chứ không có tầm bậy nha. Đây, chỗ này là cái chuẩn của nó đây. Tham khảo ha. Tham khảo, nó là nó 68. Rồi. Nha mà nó 68 mà cá gan nha anh chị coi ha nè. Ha em cắt rồi cái nào giờ nó ra nè, cọng rễ nó cắt giờ nó ra coi nè. Nó ra nhựa này ha. Ok hết trơn ha. Kéo mà anh mạnh ha. Bầu này là nặng cả tầm 200 kg. Ghen luôn anh. Ghen luôn á. Không có miếng sơ dừa luôn. Không miếng sơ dừa hết. Rồi cây số 12 có giá là 7 triệu 500 ngàn anh chị ơi. Cây nặng, thốt thân hả? Thốt thân này nó 67 anh chị ơi. Rồi, cây số 12 có giá là 7 triệu rưỡi anh chị ơi. Rồi. Tới cây số 13 anh chị ơi. Cây số 13 cái này nó một cốt lên cái tàng đa nghe cô bác. Mình kêu anh chị đưa cô bác nó đầu cái hỏi nó chịch chìa cái nữa. Rồi, cái chiều cao nó 1,5 m. Chiều cao 1,5 m nghe anh chị. Cây này là không bị gì hết nha. Cây này bao mấy đứa nhỏ leo lên luôn anh. Bao lên luôn nó leo luôn đó. Đây, để đo cái hoành cho. Hoành em đo trên này đi. Đo trên này đi cho nó dễ. Kệ đi mua bán mình nhìn thấy cây là mình biết rồi. Chứ nhầm khi mình đo cắn ở dưới rồi cái không có nhiều hết trơn, kỳ lắm, 60 nè anh chị. Rồi nè, quay cho anh chị coi luôn nè, nú ở trên luôn á. Nó 60 luôn á. Rồi, cây số 13 này nè có giá là 10 triệu luôn nha anh chị ơi. 300 cây số nha. Số điện thoại của em là 0964752090 đó, số Zalo của em luôn nha anh chị. Mong anh chị coi hết clip cho em luôn nha, mua coi cũng vẫn vui nha anh chị. Rồi, tới cây số 14. Thích thì gọi em. Dạ, thích thì gọi cho em, mình cũng coi cho hết clip nha anh chị ơi. Ủng hộ cho kênh và ủng hộ cho em luôn ha. Lúc này bèo quá anh chị ơi, số 14. Rồi, số 14 này có cây cũng có dáng đa ha. Hồi nãy cây này thốt thân lên như 70 vậy á. Nó cũng quên đo cho anh chị coi. Cây này là cái đế là ra hết luôn nha. Cái hoành đế là dữ lắm anh ấy, hồi em đo chiều ngang ha, anh chị coi ha nè, đế nè. Đó. Rồi, coi luôn lùm luôn nha anh chị ơi. Rồi gọi vô. Rồi cái này chiều cao nó là 1,2 m nha anh chị. Chiều cao 1,2 m. Nè bữa nay ra lá trơn nè. Nè, ok hết trơn. Nhìn thấy. Nè. Mướt dược rượt. Rồi đem đo này luôn ha. Là em đo trên khơi nè nghe, chứ không phải mà đo dưới nha. Nó là nó 69. Để em quay cho coi cho đều ha. Mà 69 là em đo là cái này là một tắc á, tắc máy á. Nó cái đế đó không? Anh chị coi cái đế này ha, đều quá trơn luôn ha. Rồi em đo ngang cái bầu nè, cái bầu ngang này là em đo vậy là biết cái hoành biết nó bự nhiêu rồi. Cái này nó 84 á. Là nó 200 mấy á phải không?
200 mấy, 240, gần 250. Rồi cây mã số 14 này có giá là 14 triệu luôn nha anh chị ơi. Cũng bao 300 cây số ha. Mình cũng cưng lắm em. Bên này nó không? Cây thấy cưng á. Nắng nó mặt nhăn vậy. Ừ. Lúc này bèo quá anh chị ơi. Rồi em có một cây bay. Cây bay này cũng được quá anh chị ơi. Tại vì cái bầu bứng nó hơi méo méo quá rồi không có để được cái bay nó tuyệt vời nha anh chị. Ai anh em mà có thích cây bay ha thì liên hệ với em ha, số điện thoại của em là 0964752090 ha. Là cho cây số 15 ha. Số 15 phải không? 15 hả? Số 15. Số 15 ha. Cây này cây bay là chơi là được nha anh chị ơi. Đất này đất thịt. Đất ghiên mình luôn á. Rồi để không biết nào sao đo cái hào hào sao đây. Giờ em đứng em đo cái chặng chặng này đi. 3 mét. Rồi 3 mét. 3 mét xuống dưới đây như 7 tắc nữa đi. Ờ như 3 mét đi. 3 mét ha. Rồi em đo cái hoành luôn nè. Sát sát vô em trai ơi. Đóng chia cạnh hết trơn cây bay anh chị. Em cũng nghe người ta nói vụ cây bay với em cũng chưa có biết. Rồi cái này nó 65 hoành anh chị ơi. 65 hoành ha. Đo lên trên đây con gái này ha. Đo trên đây nó cỡ bao nhiêu ha. Rồi đo lên trên đây là nó nhiêu trời. 54 à, cỡ 54 à. Đúng thứ rồi. 57. Mà đo lên trên này đó nha, nè. Rồi cây số 15 này có mã số 15 này có giá là nhiêu đây? 10 triệu anh chị ơi. 300 cây số anh chị. Nếu mà đi xa thì có gì thương lượng nha anh chị ơi. Tiếp tiền cước với em là em cho đi liền à. Lời cây 300-400 ngàn, 200 ngàn làm đi liền à. Đang đi đang có làm clip khác anh chị ơi. Rồi em còn cây bông giấy là cây số 16. Cái này quen được cột rồi. Cái này cây gắt cổng rồi. Cái này lên không được. Xa xa đó. Cây này em vũ bầu nhưng mà đắt thịt này nó còn rồi đó, trong cái lưu á. Nó còn. Cao này coi. Em tính coi cái độ nó coi. Có 3 mét mấy, 4 mét à. Có 4 mét à. Ờ gác cổng. Cái này nó một màu, một màu đỏ một à. Rồi. Ờ để đo hai vị trí ha. Rồi đó hai vị trí cho anh em coi ha. Nó dễ. Rồi, vị trí này là nó 57. Ha. Còn ở trên cái cổ này. Trên cổ này là nó 30. 32 đi, 33 nó thấy quá, 32 đi. Rồi đây nè, nó có cái, mấy cái lỗ này nè ha. Cái này nó lũa tới vùng đây này ha, nhưng mà nó có rễ trên đây ha. Rồi gọi cho anh chị và cô bác coi ha. Đây. Lũa đây với lỗ bên đây. Đó. Cái nhánh cũ này sao? Ờ cái nhánh cũ nó cắt sao mà lủng vậy đó. Đó, nó vậy đó. Nè nó cái nhánh cũ nó cắt nó vậy đó. Mà nó cứ ngắt à. Rồi. Cái cây này em bán nha. Cái này em bán 300 cây số anh chị ơi, sao quá. Cây này đi hơi ngán quá. Là 7 triệu 500 ngàn anh chị ơi. Còn mà nếu mà anh chị mà có lấy lại tới đây lấy luôn á là bán 6 triệu à. Rồi. Em còn cây túc luôn anh chị ơi. Cây sọp. Cây sọp đây cây số 17 ha. Ờ thanh lý luôn. Cây số 17. Coi giùm em cây này luôn anh chị ơi, ra lá quá trời nè, bán hoài bán không được. Cây cũng đẹp mà chạy chưa có phần ai hưởng hết. Rồi cái này chiều cao nó 1 mét rưỡi luôn anh chị ơi. Chiều cao 1 mét rưỡi luôn. Hoành này không biết nhiêu đây. Hoành này 170 anh chị ơi. Chiều dài này nó cỡ 1 mét 3. Chiều dài 1 mét 3 anh chị ơi.
Rồi cây này muốn giao lưu với anh chị cây số 17 ha, là giá là 10 triệu nha anh chị ơi. Mười triệu hả? Còn cây, còn cây này nữa. Rồi cây này là cây cú liếp nha anh chị ơi. Không, cây này nè, cây si bắp hồng này nè, tính để lại ấy rồi, rồi thôi để giao lưu với anh chị luôn ha. Rồi em đó chiều cao luôn đi ha, nè màu nè. Rồi chiều cao nó 1 thước. Mấy cái học này để tượng là đẹp ha. Để tượng rồi thôi, nói gì. Rồi em đo trên đây đi. Rồi này nó 1m6. Rồi cây này cây số 18 luôn anh chị ơi, nhanh lẹ luôn. Ủa nãy cây số đó 17, 18, cái này 19 hả? Cái này 18. Cái đó 18. 18 hả? Rồi 18. Rồi muốn giao lưu với anh chị cây này là 6 triệu luôn nha anh chị ơi. Làm lớn với anh chị luôn đó, cây này là bao toàn quốc luôn đó. Cái này là bán khóa què lỗ luôn anh chị ơi. Rồi cuối clip, mấy clip vừa qua đây hả, anh chị cũng ủng hộ em ha, mấy clip vừa qua ha. Rồi em rất cảm ơn mấy clip vừa qua anh chị ủng hộ cho em ha. Em tên Tèo, em cái Đông Nhân Mỹ, cái sách Sóc Trăng ha. Số điện thoại của em là 0964752090 ha, đó là con số Zalo của em luôn ha. Rồi em rất cảm ơn mấy clip vừa qua anh chị ơi.